các bạn nhìn xung quanh ở đây thì các bạn có đoán là nhà mình đang đi chơi ở đâu không ạ? Một địa điểm du lịch hay là một thành phố cổ kính không không các bạn ạ? Đây là Đại học Princeton. Nó là một trong những cái điểm rất là đại học rất là nổi tiếng, bốn đại học cổ kính nhất trong khối Ivy League ở Mỹ, nhưng đồng thời cũng là một địa điểm tham quan mà khách du lịch rất thích đến đây bởi vì nó nằm trong một cái thành phố Princeton cổ kính. Thì mời các bạn đi cùng nhà Sakura khám phá nhé. Đây là coi như là phong cảnh dọc đường đi ấy, đi vào trung tâm của trường có rất là nhiều những cái dãy nhà cổ cổ ấy. Cái sự gọi là gì cổ kính cổ điển ấy nó hiện hữu lên ở trong cái công trường Princeton này. Tức là đi đâu thì mình cũng sẽ thấy những cái building rất là cổ. Thực ra là nhà mình đang bị lạc đường đấy các bạn, chưa tìm ra được cái chỗ nào là trung tâm của ngôi trường này. Rồi nó rộng như thế cơ mà. Khi dựa được thật thời kinh nó. Rồi khuôn viên trường chưa? Đi bộ tất cả bơ vẫn chưa vào khuôn viên của trường. Tại vì cái trường này nó nằm ở trong một cái thao các bạn ạ. Tức là cả ngôi trường mà nằm trong một cái thị trấn, một cái thành phố tên là Princeton luôn. Và trường tên là Princeton. Còn là những cái block nhà trong khu trường đại học này nó rất là cổ kính các bạn. Mà nó mình cũng cảm giác như là nó có cái âm hưởng gì đấy của phim Harry Potter. Thực ra thì Harry Potter nó là phim của Anh ấy. Cho nên là những cái trường này là những trường Ivy League. Thì nó là những cái trường mà thực dân Anh họ sang ngày xưa ấy, họ xây theo cái cấu trúc thế. Cho nên là nó rất là đậm cái màu sắc kiến trúc ở đây. Bây giờ mình sẽ đi vào nhá. Wow. Đẹp quá à, như một cái viện bảo tàng quá. Đấy, các bạn sinh viên ở trường cứ quần đùi áo meo lượn, không phải mặc nghiêm túc gì cả nữa. Thì học sinh tốt nghiệp năm 1912 người ta chào mừng trường nhỉ? Người ta tặng cho nhà trường cái cổng vào đi. Trong những khu làng. Đây là như kiểu ấy, các bạn nhìn thấy cái phòng bí thư này, cái bàn làm việc của ai đấy. Trời ơi nó cổ mà cái cửa nó mới xíu luôn đấy. Đánh liều thử vào cái nhá. Đây nè. Wow, như kiểu cái nhà còn ui rất là bé các bạn. Rất là cổ kiến trúc à. Đâu kiến trúc xa. Thích nhà luôn, thao hồ, nhưng mà thích tự cho trường này. Nhưng mà ký túc xá ngoài cổ nhá. Ký túc xá đúng rồi. Đây các bạn. Cổng rất là đẹp. Yên bình thật đấy. Cái này thì ở đây sẽ rất là vui đấy. Vui theo kiểu là sẽ hưởng một, sẽ được enjoy hoặc sẽ bị trải qua một cái thử nghiệm rất là buồn cười ở trong một ký túc xá cổ. Nó bé, nó thấp và người ta vứt hết rác ngoài dọc đường hành lang ấy. Thực ra thì mình cũng đến một vài ký túc ở các trường đại học rồi nhưng mà chưa bao giờ gặp một cái cảnh tượng như này. Đấy. Trong cái trường này dễ thương quá à. Thực ra là với cái khuôn viên mà rộng như thế này, trải dài này thì mình nghĩ là rất là khó để mà quay phim để cho kiểu như tập trung ấy. Nhưng mà nó lại rất mang lại một cái cảm giác rất là hoàn toàn khác biệt đến như bạn đi dạo. Cảm giác như là bạn đang chui vào một cái tòa lâu đài và bạn phải khám phá những cái góc ngách của tòa lâu đài đấy. Thì đây nó như một ngôi làng nhỏ nhỏ, các cái tòa nhà nó nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Và mình cứ đi từ cái ngôi, từ cái building này sang ngôi building khác qua những cái cửa chui. Thì bây giờ nhà mình cũng sẽ thử đi vài một cái bài điểm nhá. Nhìn rất là đáng yêu các bạn ạ. Cái màu gạch ngói này mình cũng chưa bao giờ nhìn thấy ở gọi là ở kiến trúc cái khu vực mình sống. Đó, thì bây giờ bố con nó lại chui vào kia các bạn. Mình nghĩ là nếu như mà người du lịch ý, cũng như là sinh viên mà ở đây cũng sẽ rất là thú vị nhá. Yeah. Tìm hiểu xem là cái cách đi từ tòa nhà này sang nhà khác như thế nào, cách khám phá. Đấy, cái cổng này. Bạn chui vào cái cổng này. Như là một cái ngôi cổng của một cái nhà thờ hay là một cái ngôi làng ở đấy. Đấy, lại mở ra. Bây giờ bắt đầu thấy bóng dáng các bạn sinh viên rồi. Đây có lẽ là một cái thư viện hay một cái gì đấy mà các bạn sinh viên vào đây rất là nhiều. Thế này là không phải thư viện các bạn ạ, mà đây là phòng thể thao, gymnasium. Pool. Thích chưa? Là các cái thành tích của nhà trường các bạn ạ. Rộng rãi đúng không?
các bạn học danh Ivy League nhỉ? Thể thao giải, nói chung là thể thao kinh. Thể thao tốt tức là nó học nhưng mà nó phải có cả cái thể lực nữa ấy. Đấy, trong kia là sân tập với lại rất là tuyệt vời luôn. Tiếp tục nhá, là nhà mình coi như vẫn là lang thang ở trong trường đấy, trong khuôn viên trường. Đi cứ như là kiểu đi thám phá nhỉ, tăng kề gọi đi trinh thám. Wow, đúng rồi, đây nhìn cái tòa nhà kia kìa. Đấy, như kiểu cái khu quảng trường ấy à. Cái kia thì mình nhìn như một cái nhà thờ hay là một cái tu viện luôn đấy các bạn. Đúng là không hổ danh là những cái trường Ivy League. Thứ nhất là giàu, giàu truyền thống, mà giàu thành tích học tập luôn, mà cũng vậy là lịch sử, rồi là các cái khung cảnh nó rất là đẹp luôn. Soho, các cái quảng. Đây cái khuôn viên trong trung tâm của trường này. Hay mọi người dân trước ở đây họ cũng vào đây họ nghỉ ngơi, họ chơi đùa này. Đây có người đang chụp ảnh cưới kìa. Đẹp ha. Yên bình nha. Trải qua 4 năm đại học ở đây thì mình sẽ có rất là nhiều kỷ niệm luôn. Tại vì là nó có một cái không gian rất là đặc biệt ý. Tức là khi mà mình trải qua những không gian này thì mình sẽ có nhiều cái ấn tượng, mình sẽ ghi nhớ nên là nhiều kỷ niệm đẹp. Ủa, kia cái nhà kia cũng đẹp kìa. Đây cũng là một trong những cái tòa nhà của họ đây. Mình cứ đi mình đập phá thôi. Mỗi cái tòa nhà rất lịch sử luôn. Đây là cái Espio Hồ. Nào mình xem nào. Cổ từ những cái năm xây, từ những năm 1909 à 1875. Như một thành phố thu nhỏ. Cổ kính nha, rộng nha. Chúng mình ở trong lâu đài của anh ấy nhỉ. Và chúng ta quay cái này để cho luôn cho các bạn trẻ, các bạn đi biết để đỡ phải đi thăm trường. Xem video nhà Sakura xem. Đẹp chưa? Đẹp như là lâu đài này luôn này. Các bạn đang bảo giống như ở trong phim Harry Potter. Chỗ này thì đoạn này công nhận là giống rồi này. Nha. Rất cổ kính mà đẹp. Tuyệt vời luôn. Phải đi cho ở đâu đúng không? Đây là cái trường này nó cả một cái khuôn viên của trường như này, là nó nằm trong cái Princeton Town luôn. Thì đi một chút ra đây mình các bạn sẽ thấy downtown. Còn đi cái trường, cái sơ đồ của trường này mình cứ đi một vòng như này là khoảng 15 phút này. Nhưng mà nó rất là nhiều vòng ở đây. Đấy, cứ đi từ đây xong ra đây một cái vòng nữa thì mình đang ở trung tâm này. Đấy, vừa nãy là mình đi qua cái khu này này, cái khu South Town ở đây này. Đấy, xong mình đang ở bên này. Thì đây là cái Universal Chamber, là cái nhà thờ ở trong trường. Xung quanh đây là bọn trẻ con này, bọn sinh viên này, trẻ trâu nó nghịch, nó tập. Đây là cái nhà thờ này, đẹp chưa? Trong cái trường của nó mà như một cái thành phố nhỏ luôn. Đẹp. Đây kia là các tòa nhà quanh đây. Sinh viên này. Trẻ trâu, thời kỳ trẻ trâu. Cái góc nhà rất là đẹp nhỉ, nhìn chung à. Ngày xưa bao nhiêu năm nay nhỉ? Trường đại học được thành lập năm 1746 ấy. Từ thế kỷ thứ 16. Thế mà họ đã xây dựng cái kiến trúc nó đã rất đẹp như này rồi. Các bạn nhìn thấy những cái năm thế kỷ 16 lên cửa nó rất là thấp nhỉ. Đấy các bạn thấy. Nhỏ. Cái cửa nó chỉ nhỏ thôi, xây dựng kiểu cao lên. Nhưng mà gỗ rồi kiến trúc đâu ra đấy nhỉ? Là nó đúng là đỉnh cao của giáo nhìn dục đấy, những cái nhà của nền giáo dục Mỹ là đúng rồi. Cao nhỉ, lịch sử. Nhà tòa đẹp. Một thành phố luôn. Ôi sinh viên La Vie à? Ôi ngồi ghế, ở đây có những cái ghế ngồi đây này. Rất là đẹp luôn, giữ cỏ xanh. Ghế ngồi relax ha. Đấy, sinh viên thế môi trường xuống nhỉ. Ôi. Đang bảo là hay lúa nhưng mình chưa bao giờ được học. Thôi ngồi tí đi cho nó sướng. Mình cứ nghĩ được vào làm sinh viên trường này. Xong rồi buổi trưa ra đây kiếm cái ghế ngồi ăn trưa này là thấy sung sướng thì không hết đời rồi. Đúng không con? Sinh viên ấy, student xong rồi chưa bao ngày.
Đây mình vẫn đang đi dạo trong cái khuôn viên trường, nhưng mà mình chỉ đi được một vài bước thôi, thì ngay bên này là cái khu phố của nó, thì nó nằm ngay trong khu downtown mà, nên là cái phố, cái khung cảnh phố này cũng rất là đẹp, nhưng mà sẽ lướt qua một đây một chút nhìn xem nhà đây này rất tấp nập. Sinh viên thì biết nhiều đẹp ha. Đây khu phố, những cái tòa nhà mà nó từ những năm, ví dụ như tòa nhà đối diện này năm 1912 ha, rất là cổ kính. Đây dọc con đường cả khu phố đại học này, mình vừa sống vừa học vừa enjoy cái lịch sử của nó, đúng không? Cái đoạn này thì giống giống Harvard, đúng không? Hơi giống phố Harvard ở chung. Gọi là gì nhỉ? Sự sức hút quấn từ cái con đường trở vào cho đến trường đại học, đúng không? Đó, những cái tòa nhà dọc con phố này. Đấy, trong này là khuôn viên trường đại học rồi. Trời ơi, đẹp quá các bạn ơi, mê mẩn luôn. Mình đến mấy trường đại học rồi nhưng mà cái trường này mình cảm giác là mình rất là ấn tượng luôn. Đấy, một khuôn viên xanh mát rất là ấn tượng với những cái gọi là kiến trúc cổ. Nếu như các bạn mà chạy ô tô một vòng ấy sẽ thấy một cái gọi là khuôn viên rất là tuyệt vời, không hiểu là cái gì mà đẹp đến như thế này. Như một tòa lâu đài ấy, thì đây chính là trường đại học mà gọi là cái Rockefeller College, nó nằm trong cái trường đại học Princeton. Thì cái kiến trúc của nó thì không biết nói, thế nên mình diễn tả thế nào. Nó giống như là mình đang đi ở châu Âu vậy các bạn, đẹp quá. Và cái cảnh tượng nhiều khi mình quay đây thì nó không hết được ấy. Mà nếu nhìn các bạn mắt thường ấy thì sẽ thấy rằng là ôm những cái khối nhà cổ nó liên tục với nhau, mà các bạn là cái cấu trúc ấy, nó có cái phần phía trên này các bạn, như là một pháo đài ấy. Đấy. Đi cái chuyến này ấy, mình không nghĩ là mình lại lạc giữa lòng châu Âu, giữa gọi là giữa nước Mỹ, mà giữa cái thành phố Princeton của bang New Jersey thế này. Thì bạn mình có nói chuyện trêu ấy là nó giống như là cái trường này nó giống như một viên ngọc các bạn, viên ngọc quý của cái bang New Jersey này. Đấy. Chà, chui vào giữa. Lại một cái khám phá ha, một cái cánh cổng. Và hold the hold. Đấy. Một không gian xanh mát ở đây, chắc là họ làm một cái event đấy, họ dựng rạp ấy. Chứ nếu không bình thường thì rất là đẹp đấy. Công nhận mỗi cái tòa nhà của nó là một cái kiệt tác kiến trúc các bạn ạ. Đây. Họ lại rất open cho mình vào ngắm được, rất là dễ nhờ. Đây còn là địa điểm chụp ảnh luôn, các cặp đôi chụp ảnh cưới. Này, đẹp thế. Rồi ôi, kiến trúc tuyệt vời nhỉ. Hay chụp ảnh, họ chụp ảnh gia đình đây này. Hai tí nữa Vi mình đây chụp ảnh cho Vi nhá. Đẹp chưa? Đẹp nhỉ, những cái tòa nhà. Nó là nghệ thuật luôn nhỉ. Wow. Ngồi nghỉ đánh ngắm này. Ở trong lâu đài luôn nhỉ. Tuyệt vời luôn. Có ai bạn nào học quan trong trường này thì tôi vào tôi chụp ảnh đây nào. Địa điểm tham quan miễn phí. Đẹp nhỉ. Đẹp như mơ. Cứ mỗi lần đi lại phát hiện ra một góc ở đấy đẹp quá, lại phải vào check in các bạn. Đẹp lắm. Góc check in sống ảo. Đấy là cây, là cây lan tiêu này. À, chưa nở hoa thôi, bắt đầu mọc lên. Thì ở đoạn này cũng đẹp quá. Chứ nhà mình chưa đi qua đoạn này, nhưng mà đi qua là kiểu trầm trồ, ôi như là lạc vào một thành phố châu Âu vậy các bạn. Thì hôm nay mình vừa mới bảo cho mình là cái này nó hơi vô duyên một chút ấy. Này có cái event này nên họ làm cái bạt. Chứ bình thường nếu như không có cái event, không có cái bạt này thì cái khuôn viên này nó rất là rộng, mênh mang, nó còn nhìn được toàn bộ các cái kiến trúc của cái tòa nhà đẹp hơn. Đấy. Rồi cái tháp chuông này. Đi từ bữa nãy giờ cứ nói đẹp nhiều quá nên lên phim lại thấy đẹp quá nên là cứ nói đẹp liên tục ha. Không nghĩ đây là một cái trường đại học đúng không? Nếu như là một cái thành phố du lịch chẳng hạn các bạn thì cũng hợp lý đấy, nhưng mà nó lại là trường đại học nên là mở cửa public cho mọi người vào, mà được sinh viên được học trong môi trường này mình nghĩ là nó rất là tuyệt vời luôn ấy. Đây các bạn ơi, các bạn nhìn này, góc này đúng là kiểu một cái khuôn viên trung tâm rất đặc trưng như cái trường này, đúng không? Nhìn đây mới thấy đẹp này. Này, rồi ôi cái tòa nhà của nó cổ kính đẹp thế nhỉ? Ha.
Thấy không con nhìn này, anh chàng Lavi này. Wow. Đây các bạn ơi, mình đây ở chính là cái trung tâm này. Khu này là khu đẹp nhất ở cái trường này. Trong khi mình đi cả một vòng quanh đây rồi ấy, bọn mình bắt đầu về đến đây. Về đến đây là khu này rất là đẹp này. Đây, cái tượng trưng cái Blair Arch là cái tòa nhà mà có 4 cái cột lên hiện ở đây. Thì nó ở giữa sân ở quanh này. Quanh này thì có rất là nhiều những cái nhà đẹp quanh khu như này. Đây, bây giờ mình sẽ phóng ra nhìn các bạn này. Đẹp chưa? Ôi giời. Dân du lịch mọi người hay đến đây để chụp ảnh cái khu này, đúng không? Ở trong này nó bao quanh một cái khuôn viên, mà khuôn viên những cái nhà của nó ấy, nó nhìn mái ngói nó đẹp một cách mê hồn luôn ấy. Đây. Đẹp thật. Đẹp chưa? Nhìn này. Đấy. Úi dồi. Đẹp lắm, nhìn nhá. Nhìn khu này đúng không, đặc trưng nhỉ. Yeah. Lúc đầu đến đây thì cũng đẹp rồi, nhưng mà thấy chồng bảo đi bộ lằng nhằng nhằng là cũng hơi ngại đấy. Nhưng mà đi trong này thì công nhận như là đi bộ dạo tông. Thành phố trong châu Âu luôn, không có vấn đề gì cả. Đẹp nhỉ. Đẹp đẹp. Này các bạn, đây là đi chụp ảnh này. Đội đẹp quá, mày đã vào chụp ảnh. Đẹp chưa? Sao nó có thể đẹp thế này nhỉ? Kinh nhỉ, đẹp nhỉ. Kinh chúc của nó làm ngay. Rồi. Không thể kiềm mà khen. Nhất, nhưng mà không thể kiềm mà khen. Thậm chí là nói thật luôn là mình không dám so sánh minh tinh. Nhưng mà khuôn viên của nó còn đẹp hơn những trường đại học trước đã từng đi. Bạn ngồi đây bạn nhìn nghe. Có gì ấy, có xem gì ấy mà. Trường này nha các bạn đã nổi tiếng với lại nghệ thuật. Các thầy dạy nghề nghệ thuật và kỹ thuật cũng rất là giỏi. Nhưng mà nổi bật là nghệ thuật đấy. Thật là không thể tưởng tượng nó có một cái trường đại học nó đẹp như thế này các bạn ạ. Hoặc là mình chưa đi Oxford hoặc là như nào, nhưng mà thật tình là mình thấy nó quá đẹp đi. Và cảm giác là ôi, bỏ mẹ rồi, rất là lãng phí khi mà mình ở đây, ở gần đây mà lại chưa đến thăm cái trường này. Đấy, thì các bạn chú ý là nếu như mình sống ở cái thành phố này hoặc là gần gần cái khu vực này thì nhớ đến thăm trường đại học Princeton nhá. Trường đại học nó nằm ngay cạnh trong thành phố mà, cho nên là bên là trường này, bên là khuôn viên trường này, ở bên là ô tô chạy, phố chạy với ô tô này. Cái khu phố rất là hay. Thành phố đại học, thành phố luôn. Mướt. Nhà kiến trúc. Ở đây là cái tòa nhà mới của nó này, đúng không? Nó khác với bên kia. Biểu tượng của trường Princeton con này. Đấy là con hổ. Đẹp nhờ. Đẹp. Và xem mua cái quà lưu niệm đi. Gift tổ tôi cả đấy, mua quà lưu niệm để đấy. Wow. Đúng là một viên ngọc của thành phố, của một cái bang. Một người bạn của mình ấy nói là đại học Princeton là cái hòn ngọc quý của bang New Jersey. Và coi như đây cũng là một cái địa điểm du lịch rất là thú vị và tuyệt vời. Thì nếu mình chưa hiểu hết được cái câu nói đấy, cho đến khi mình đến đây thì mình thấy là rồi ôi, một cái khung cảnh, tức là ngoài mình tham quan trường đại học, nhưng mà mình còn được tham quan một cái thành phố nhỏ cổ kính của châu Âu giữa lòng nước Mỹ. Thì mời các bạn nếu như ghé qua cái bang New Jersey này hoặc ở gần đây ấy, thì nhất định phải thử đấy, mình khuyên thật sự đấy. Cảm ơn các bạn đã xem video của nhà Sakura. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ video cho nhà mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.